Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị trở lại với Thời sự Thế giới sau cà phê sáng, một buổi sáng nhiều tin tức để gửi đến quý vị trong ngày thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà Little Sài Gòn TV để theo dõi phần livestream, littlesaigontv.com, theo dõi phần livestream cũng như là các bản tin được có chữ để quý vị có thể đọc tường tận với các bản tin hàng ngày. Đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày và bắt đầu nóng ngày hôm nay, nhiệt độ không còn như 60 mấy độ nữa buổi sáng sớm, Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy. Mỗi một ngày đó nhiệt độ nó tăng từ từ, thưa quý vị. Hôm nay đó thì trung bình ở Westminster và Garden Grove lên có thể 86 cho đến 88 độ, tiếp tục tăng so với 2-3 ngày trước, và buổi chiều tối đó thì không còn ở dưới cái mức mà 64 độ nữa đâu. Bây giờ buổi tối khoảng 9-10 giờ trở đi thì trời vẫn còn là khoảng 68-69 độ, thưa quý vị. Và nhiệt độ như thế này đó vẫn tiếp tục kéo dài luôn cho đến cuối tuần. Nói chung là buổi sáng ra là quý vị thấy trời nắng, và bắt đầu từ sau 12 giờ 1 giờ trở đi đó là nhiệt độ lên từ 80 cho đến đỉnh điểm lúc 3-4 giờ chiều là vào khoảng trung bình 86 cho đến 88 độ. Trong khi đó, tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay, sau khi ngày hôm qua Thượng viện Hoa Kỳ đã đồng ý thông qua gói cải tổ hạ tầng cơ sở do Tổng thống Joe Biden đề cập đến từ trước mà đưa ra để nhằm mục tiêu là sửa đổi đường phố và hệ thống cầu cống bị hư hại khá nhiều, thì trên 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang sẽ nhận được hàng tỷ Mỹ Kim để cải tổ, bởi vì con số trị giá lên đến cả 1.000 tỷ Mỹ Kim. Với con số tiền khổng lồ này, lẽ đương nhiên là các tiểu bang sẽ có thêm nhiều nguồn lao động và hỗ trợ để nâng lên cái nền kinh tế. Lý do, thưa quý vị, một trong những vấn đề mà cải tổ y tế, cải tổ kinh tế là cần phải có cái hệ thống đường phố để di chuyển hàng hóa tốt đẹp và người dân di chuyển không có bị trở ngại, vì vấn đề năng suất lao động rất cần thiết trong các hệ thống đường phố như thế này. Chính vì vậy mà các quốc gia cần phải có số tiền để mà hàng năm bảo trì đường phố và các hệ thống khác nữa, không chỉ riêng với vấn đề đường phố hoặc là cầu cống. California theo dự trù sẽ nhận lên đến cả tỷ Mỹ Kim để đương đầu với tình trạng hạn hán nóng cháy hiện nay, và Dixie đã trở thành cơn hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của California. Các tiểu bang khác cũng thế nữa. Ví dụ như Florida đang gặp phải cái tình trạng mà cá chết hoặc là rông biển hàng năm đó, vào cái mùa hè gây ảnh hưởng, hoặc là vấn đề thiên tai. Thiên tai cũng gây ảnh hưởng luôn tới cái hệ thống cống gây lũ lụt. Thì tất cả những cái vấn đề đó được xem là sẽ tạo thêm công ăn việc làm, đổ thêm tiền vào cho các tiểu bang. Chính vì vậy mà giới đầu tư cảm thấy phấn khởi, vui vẻ trong ngày hôm nay. Dow Jones lên được 182 điểm, sáng nay có lúc mở cửa lên tới gần 200 điểm, là một ngày tốt đẹp thứ nhì sau ngày hôm qua, cũng là một màu xanh 35.447. Quý vị còn nhớ có lúc nó xuống còn có dưới 34.000, hôm nay là 35.447, tăng rất đều đặn. Nasdaq thì ngược lại xuống 60 điểm trong các khu vực công kỹ nghệ và công nghiệp cao đó, về ngành điện toán vân vân, là thị trường Nasdaq. Bởi vì cái gói cứu trợ này mặc dù có một phần đóng góp vào ngành công nghệ cao, nhưng mà chú trọng hơn là các khu vực
mà các công ty tư nhân có thể đầu tư thầu khoán với chính phủ. S&P 500 lên được 5 điểm mà thôi. Thị trường châu Á cũng là một ngày xanh tốt đẹp sau khi đã đóng cửa. Nhật Bản Nikkei lên được 182 điểm. Hồng Kông lên 54 điểm và Thượng Hải lên chỉ có 2 điểm mà thôi. Công trái phiếu 10 năm 1.357%. Và nhân nói đến phân lời của công trái phiếu 10 năm cũng xin được nhắc đến là so với năm ngoái, thưa quý vị, hàng hóa nếu mà quý vị đi mua sắm năm nay đã tăng thêm 5%. Con số do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra vào sáng ngày hôm nay cho thấy lạm phát lên 5%. Quỹ dự trữ liên bang thì hiện nay cho rằng đây chỉ là một cái giai đoạn ngắn hạn, bởi vì do cái mức cung và cầu sau thời gian đại dịch. Nếu mà nước Mỹ trải qua được đại dịch, thoát khỏi cái đại dịch với biến chủng Delta vào thời điểm này, chưa biết đến khi nào, có thể là vào sang năm. Bởi vì mỗi một ngày số người được chích ngừa và tránh phải nhập viện hoặc là tử vong càng ngày càng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là cần thêm thời gian. Và nếu thị trường Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa mà không bị phong tỏa nữa, thì người ta hy vọng vấn đề lạm phát sẽ giảm xuống. Dầu xuống 32 sen, 67 đồng 97 sen. Giá dầu bắt đầu xuống và hy vọng sẽ còn xuống nữa sau khi Hoa Kỳ hiện nay đang tạo áp lực với khối OPEC. Khối OPEC là 10 quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên thế giới và dẫn đầu vẫn là Ả Rập Saudi. Hoa Kỳ hiện nay đang kêu gọi khối OPEC hãy tiếp tục cung cấp bơm thêm dầu theo sản lượng có từ năm 2019 trước đại dịch. Bởi vì họ nói rằng không có lý do nào thị trường mở cửa như thế mà anh tiếp tục kiểm soát cái nguồn dầu thô. Mặc dầu Hoa Kỳ vẫn bơm dầu, nhưng mà Hoa Kỳ bơm dầu vẫn không đủ như là khối OPEC cần thiết nữa. Và việc bơm dầu thêm cho thị trường mỗi một ngày sẽ giúp giá dầu xuống. Giá dầu xuống sẽ làm giảm áp lực của lạm phát, thưa quý vị. Bởi vì cái tiền mà chúng ta đi mua đó, nó bao gồm tiền chuyên chở. Tiền chuyên chở thì phải tốn kém dầu. Chẳng hạn như là việc máy bay bay cũng tốn kém dầu để chuyên chở hàng hóa. Thì phía Hoa Kỳ hiện nay đang hy vọng là sẽ giảm. Chưa kể là chính phủ của Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay cũng ra lệnh là kiểm soát, thanh tra cái việc mà tại sao giá xăng trên toàn nước Mỹ đã tăng hơn 1 đô la trong vòng 1 năm qua. Tăng thêm 1 đô la trong khi cái sản lượng dầu thô, cái giá dầu trung bình chúng ta thấy vẫn còn rất là rẻ, 67 đồng 97 sen. Mà tại sao giá dầu, giá xăng lại tăng cao đến như thế? Điều này có thể họ muốn tìm hiểu xem các hãng xăng có thể thông đồng với nhau để giữ cho giá xăng cao. Và cái điều đó là điều bất hợp pháp, thưa quý vị. Không còn vấn đề cạnh tranh nữa. Bao nhiêu hãng dầu mà tại sao vẫn giữ giá xăng tương tự như nhau như thế? Vàng hôm nay lên lại trở lại 15 đồng 60 sen sau khi đã giảm xuống khá nặng. Đây cũng là lý do mà cái thị trường châu Á sau khi nhìn thấy giá dầu, giá vàng xuống nhiều đó, họ đổ xô vào mua. Như chúng tôi đã tường trình trước đây mấy ngày, xuống tới mấy chục đô la. Trước đó lên tới 1.800 mấy chục, hôm nay còn có 1.747 đồng 30 sen mà thôi. Vâng, thưa quý vị, vào tuần trước thì ở tại tiểu bang Arizona có một ông thượng nghị sĩ tuổi rất là trẻ, mới có 35 tuổi thôi thưa quý vị, tên là Tony Navarrete, đã bị cảnh sát chính thức bắt giữ và truy tố cái tội đó là lạm dụng tình dục với lại con nít dưới 15 tuổi thưa quý vị. Và bây giờ đó, hiện nay rất nhiều các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ở Arizona kêu gọi ông này là phải từ chức. Ông này là thượng nghị sĩ cũng thuộc đảng Dân Chủ. Thì theo như cáo buộc từ phía công tố viên của Arizona cho biết đó, là ông Tony Navarrete, họ bắt đầu mở cuộc điều tra vào 2 tuần trước đây, sau khi mà có một gia đình đó đã gửi thư tố cáo, nói rằng khoảng vài năm trước đây đó, ông này ổng sống chung với cái gia đình này, bởi vì bây giờ hai đứa nhỏ trong cái chuyện này chưa đến 15 tuổi thưa quý vị, cho nên là phía tin tức họ không cho biết là cái mối quan hệ giữa ông Navarrete với lại cái gia đình này là như thế nào. Nhưng mà khoảng vài năm trước đây ổng chung sống với một cái gia đình này, thì
cậu bé nạn nhân đầu tiên đó, lúc đó mới có 12 tuổi thôi. Trải qua một cái khoảng thời gian từ 12 tuổi đến 15 tuổi đó, bị ông này ổng sờ mó và tấn công tình dục, nhưng mà cậu bé sợ quá không có dám kể cho gia đình, và trong suốt mấy năm đó thì đứa nhỏ này bị khủng hoảng tâm lý và bị trầm cảm rất là nặng. Và sau đó đó, gia đình đã đưa đi bác sĩ tâm lý thì cuối cùng đứa nhỏ này mới kể là bị ông này ổng lạm dụng tình dục. Và sau khi mà gia đình tìm hiểu thì họ phát hiện là em trai của cái đứa nhỏ này đó lúc đó mới có 10 tuổi thôi, có vẻ như cũng bị ông này sờ mó, thưa quý vị. Cho nên là họ đã ngay lập tức đi nộp đơn thưa. Và phía công tố viên cho biết sau khi mở cái cuộc điều tra đó thì họ phát hiện là có đầy đủ bằng chứng, cho nên là họ đã chính thức bắt giữ ông này. Và sau khi mà ông đóng số tiền bail bond là 50.000 thì ông đang được tại ngoại hầu tra, nhưng mà phải đeo cái còng điện tử và phải nộp hết visa với passport, không được rời khỏi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Alvarez thông qua luật sư của mình đó thì vẫn phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Tuy nhiên, dưới sức ép của đảng Dân Chủ cũng như là báo chí đó, thì vào sáng ngày hôm nay, ông đã chính thức đưa thư từ chức, thưa quý vị. Và cái phiên tòa xét xử ông này sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Chúng tôi tiếp tục với phần thứ nhì của Thời sự Thế giới, ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.